tàu mình đi. Bây giờ tới sắp sửa tới Tháp Eiffel. À, đây là Tháp Eiffel nè. Cái chữ Tháp Eiffel. À, đẹp không? Cái đẹp không? Đẹp không? Ừ. Đây là Tháp Eiffel nha. Rồi, à, đi qua. Nhà thờ gì đẹp quá vậy chị? Nhà thờ đó mà làm ở đất vàng à? Nhà thờ của mấy ảnh đó. À, mấy ảnh đó. Ủa vậy hả? Mấy ảnh. Vậy vậy. Đi Paris mà chụp đẹp nhé. Chụp bánh đi. Rồi, ra chụp cái hình đây đẹp đâu mà. Anh chụp cho em coi.